Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, đoàn xe của ban tổ chức chương trình Caravan Thư viện 2030 khởi hành từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi để trao tặng hai thư viện hiện đại cùng hàng ngàn thiết bị, đồ dùng học tập cho các em học sinh khó khăn. Hai thư viện hiện đại vừa được xây mới với hơn 7.000 đầu sách bổ ích, 12 bộ máy vi tính, 2 TV cùng nhiều trang thiết bị khác sẽ lần lượt được trao tặng cho các em học sinh ở hai trường tiểu học Đức Minh và Đức Hòa thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vào hôm nay. Ban tổ chức chương trình Caravan Thư viện 2030 còn trao tặng hơn 1.000 phần quà, 40 xe đạp, 20 ghế đá. Đây là món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh trước thềm năm học mới. Để có thể tiếp tục chắp cánh ước mơ tri thức cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa ở nhiều địa phương khác, ban tổ chức chương trình Caravan Thư viện 2030 rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của khán giả bằng việc đóng góp hiện kim, hiện vật như máy vi tính, tập vở, cặp, sách tham khảo, dụng cụ học tập đã sử dụng hoặc chưa sử dụng. Mọi đóng góp xin gửi về Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0909 292 222.